Chào các bạn, trong video hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái vị trí đứng ở đâu chúng ta khấn, đứng ở đâu chúng ta thắp hương để đạt được cái sự linh ứng tốt nhất. Đã bao giờ bạn từng đặt ra một câu hỏi đó là, ví dụ như ban thờ như các bạn đây, tại sao bạn không đứng ở vị trí bên trái bát hương, không đứng ở bên phải bát hương, không đứng ở giữa bát hương hay chưa? Hay là có những người bảo là tôi đứng ở đâu cũng được, thành tâm là được. Nhưng mà sự thật thì có phải như vậy không? Không phải như vậy. Tôi đã chia sẻ với các bạn là mỗi một bát hương ấy, nó sẽ đều có một cái trục. Ở giữa bát hương ấy sẽ có một cái trục được gọi là trục linh. Và cái trục linh này ấy, khi mà sử dụng đốt tấm lòng ấy, thì hoàn toàn có thể là kiểm chứng, có thể là đo được cái trục linh đấy. Và từ cái trục linh đó thì chúng ta có thể biết được cái vị trí chúng ta đứng ở đâu là đạt được cái sự kết nối tâm linh mạnh nhất. Có nghĩa là khi bạn khấn, bạn mong cầu ấy, thì gia tiên nhà các bạn sẽ có một cái sự kết nối với bạn tốt nhất. Là bạn nên đứng ở cái vị trí mà nhìn thẳng về vị trí của bát hương. Bạn lưu ý nhé, đứng ở vị trí nhìn thẳng về vị trí bát hương, không nên đứng lệch sang bên trái, cũng không nên đứng lệch sang bên phải bát hương. Bởi vì mỗi bát hương sẽ có một cái trục kết nối như này. Bạn đứng thẳng ở vị trí nhìn vào bát hương ấy, khoảng tầm cách ban thờ khoảng tầm từ 1 cho đến 2 mét, đó là cái vị trí mà bạn đứng khấn tốt nhất. Đấy, ví dụ như là tôi cũng có đi rất là nhiều những cái nhà mà họ xây ở quê ấy, có nghĩa là thường hay để ban thờ ở phòng khách đúng không ạ? Thế nhiều nhà lại kê những cái bộ bàn ghế ở ngay dưới ban thờ đúng không ạ? Cũng là vì tiện thôi. Cho nên là khi mà cái việc mà đứng khấn ấy thì là hay phải đứng lệch sang, bởi vì phòng khách cái vị trí bàn uống nước mà vướng, không đứng ở giữa được, thì họ hay đứng ở vị trí lệch sang bên phải một chút. Khi đứng như vậy mà đứng khấn ấy, thì cái sự kết nối tâm linh nó không mạnh các bạn, nó không mạnh. Hoặc là có những cái trường hợp mà đứng sai thì cũng không có một cái sự kết nối với tâm linh. Có nghĩa là cho rằng khấn rất là nhiều, bạn cứ đọc thao thao bất tuyệt, con xin cái nọ, con xin cái kia, nhưng mà không ai nghe được, không ai biết được, không ai không có cái sự kết nối tâm linh giữa những cái mong cầu của bạn và gia tiên nhà bạn. Vì vậy mà gia tiên cũng không thể trợ giúp cho bạn được. Vì vậy mà các bạn cần lưu ý. Có thể đây là lần đầu tiên bạn nghe thấy tôi chia sẻ về vấn đề này. Tuy nhiên là đây là một trong những cái việc mà tôi đã kiểm chứng bằng công cụ và tôi muốn chia sẻ với các bạn. Có thể là chưa ai nói với bạn cái điều này, nhưng mà cái vị trí mà đứng kết nối tâm linh tốt nhất là đứng ở vị trí thẳng trục với bát hương. Có cái bạn đứng ở đây, bạn nhìn thẳng với bát hương, không nên đứng ở chéo bên này, cũng không nên đứng ở chéo bên này, đứng ở vị trí đây và nhìn thẳng về phía bát hương, thì đó là cái vị trí mà kết nối tâm linh mạnh nhất. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, và nếu như các bạn vẫn còn những cái vấn đề, vẫn còn những cái thắc mắc về cái việc thờ cúng hay vấn đề về phong thủy, thì có thể để lại comment dưới video này, tôi sẽ làm những video sau để mà chia sẻ, giải đáp những cái vấn đề thắc mắc cho các bạn. Đấy, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.